Một ngày trôi qua, nhưng gia đình bé trai bị sặc sữa với trái tim dường như tạm thời ngừng đập, vẫn chưa tin con cháu mình sống sót một cách thần kỳ. Cha cháu bé kể, thấy con tím tái toàn thân, ngừng thở, gia đình buông xuôi, nhưng nữ điều dưỡng đem đến phép màu để con anh như được sinh ra lần nữa. Khoảng 21 giờ tối ngày 4 tháng 7, khi bé đang bú sữa để đi ngủ, bất ngờ bị sặc khiến toàn thân tím tái và điềm đi, rồi ngừng hô hấp. Ngay lập tức gia đình gọi xe taxi của người quen cạnh nhà. Ông nội ẵm cháu trai mới được 6 ngày tuổi trên tay, vừa chạy vừa khóc thảm thiết. Thấy con ngừng thở, gia đình buông xuôi chấp nhận tình huống xấu nhất, nhưng với hy vọng còn nước còn tát. Ông nội ẵm cháu chạy đến bệnh viện. May mắn, đúng lúc đó gia đình chị Thảo đi qua, thấy đám đông hô quán, chị chạy vào, xưng là cán bộ y tế bệnh viện ở Hải Phòng và dằn con trên tay của ông nội xin được cấp cứu cho cháu. Trên xe, điều dưỡng Thảo liên tục ép tim để sữa ra khỏi đường thở của bé. Chị vừa hô hấp ép tim vừa động viên người mẹ bình tĩnh, cùng phối hợp, vừa yêu cầu tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vừa tới cổng bệnh viện, chị Thảo ẵm bé chạy như bay vào phòng cấp cứu và liên tục đề nghị ca trực chuẩn bị các kỹ thuật để cứu con. Cha cháu bé cho biết sau khi khám nhanh các chức năng sống, nhân viên bệnh viện huyện Thủy Nguyên nói cháu mất rồi. Điều đó khiến cả gia đình suy sụp, tuyệt vọng, quỳ khóc. Lúc đó chị Thảo nói, em là điều dưỡng bệnh viện Nhi, em vừa sơ cứu cho cháu. Tim trẻ sơ sinh hồi sinh tốt lắm, cứ bóp bóng đi, lành mạch, làm mạch mạnh lên, vẫn còn hy vọng, tin em. Thế rồi nhân viên bệnh viện làm theo lời chị Thảo, đưa máy móc huy động y bác sĩ trực cùng tham gia ca cấp cứu. Một lúc sau, cháu hồng hào trở lại. Khi tim bé đập trở lại, bé được chuyển ra bệnh viện trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị. Từ hôm đó đến nay, bé trai cai được máy thở, bú trở lại, hồi phục rất tốt.